Hoa hậu Việt Nam 2022, ấn tượng với nhan sắc mộc của thí sinh. Phần chấm điểm mặt mộc và phỏng vấn thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra sáng ngày 24 tháng 11 trước đêm chung khảo toàn quốc 2 ngày. Đây là dịp để ban giám khảo đánh giá cả nhan sắc lẫn tài năng của thí sinh một cách trực tiếp, công tâm, tự tin với mặt mộc. Phần chấm điểm mặt mộc và phỏng vấn thí sinh trước các vòng chung khảo, chung kết đóng vai trò quan trọng trong mỗi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Phần thi tưởng chừng căng thẳng lại mang đến cho thí sinh trải nghiệm thoải mái và tự tin. Nhà báo Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo, nhà thơ Trần Hữu Việt, trưởng ban văn hóa văn nghệ báo Nhân dân, phó trưởng ban giám khảo, Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Tiểu Vi, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đồng hành với thí sinh trong phòng phỏng vấn. Nhà báo Lê Xuân Sơn khẳng định đây là phần thi không thể thiếu của Hoa hậu Việt Nam. Phỏng vấn kín và chấm điểm mặt mộc là cách để ban tổ chức, ban giám khảo, BGK đánh giá thí sinh một cách toàn diện từ nhan sắc, kỹ năng giao tiếp cho tới biểu cảm gương mặt. Số thí sinh có nhan sắc ấn tượng khá đông, ban giám khảo nhìn ra một số gương mặt khả ái, tiềm năng. Tuy nhiên, thí sinh cần thêm thời gian để bộc lộ khả năng, đặc biệt là trong vòng chung kết toàn quốc sắp tới, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận định. Năm nay, hầu hết thí sinh tỏ ra tự tin khi để mặt mộc bước vào phòng phỏng vấn với giám khảo. Các cô gái thời nay dễ dàng tiếp cận với những phương pháp hiện đại để chăm sóc da, giữ gìn sắc đẹp nên không quá lo lắng. Trong phòng chờ, thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang số báo danh 126 khá hào hứng khi được khoe nhan sắc mộc với ban giám khảo. Cô nói để mặt mộc là cách giúp làn da thư giãn, nghỉ ngơi. Tiết lộ bí quyết chăm sóc da trong những ngày bận rộn, Hương Giang cho biết cô chủ động lược bớt những bước dưỡng ẩm để da dễ thở, giúp lớp trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Thí sinh Nguyễn Thị Minh Thư phấn khởi sau khi bước ra từ phòng phỏng vấn kín. Để mặt mộc không phải thử thách với người đẹp đến từ Ninh Bình vì cô ít khi trang điểm khi đi học, đi chơi. Trước khi phỏng vấn, Minh Thư có đôi chút hồi hộp, nhưng khi trả lời câu hỏi của giám khảo thì cảm giác ấy không còn nữa. Ban giám khảo giúp tôi cảm thấy đây chỉ là cuộc trò chuyện thông thường, hoàn toàn không có sự căng thẳng, cam go của một buổi chấm thi, cô tiết lộ. À hậu Thụy Vân, thành viên ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 đưa ra những tiêu chí riêng khi đánh giá thí sinh ở phần thi mặt mộc và phỏng vấn. Thụy Vân đặc biệt chú ý tới nụ cười và sự tự tin toát ra trên gương mặt thí sinh và khẳng định rằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 có mặt bằng chất lượng cao. Thí sinh đều sở hữu gương mặt đẹp, rất khó để dự đoán hay sắp xếp các thí sinh theo từng nhóm tiềm năng. Thụy Vân tinh tế quan sát, đưa ra nhận định về ngoại hình tới cách ứng xử. Một số bạn rất xinh nhưng cách nói chuyện hơi nhanh khiến Vân phát hiện ra bạn đang lo lắng hoặc kiến thức phông nền chưa được chắc chắn. Ngược lại, có những bạn rất tự tin, gương mặt đẹp nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng, còn giữ khuôn mẫu khi đi thi sắc đẹp nên thiếu chất hồn nhiên, phóng khoáng. Cô nhận xét, học vấn, khả năng ứng xử vượt trội. Sau phần thi ngày 24 tháng 11, nhà báo Lê Xuân Sơn tiếp tục đánh giá rất cao học vấn, khả năng ứng xử của 56 cô gái dự chung khảo toàn quốc. Trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo cho biết, nhiều thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia từ cấp trung học phổ thông, nhiều thí sinh có học bổng, không ít cô gái thông thạo nhiều ngoại ngữ. Hoa hậu Việt Nam 2022 là mùa thi ghi nhận trình độ học vấn ấn tượng nhất của các thí sinh. Năm nay, thí sinh giao tiếp rất tốt, không có trường hợp lúng túng hay cảm thấy run sợ trước ban giám khảo. Các cô gái hiện nay rất có ý thức trong việc chuẩn bị cho cuộc thi. 10 năm trước, nhiều thí sinh dự thi nhưng chưa có kỹ năng gì trong tay, nhà báo Lê Xuân Sơn nói. Thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đều chuẩn bị ít nhiều những kỹ năng như catwalk, giao tiếp. Qua các buổi tập cùng huấn luyện viên, họ tiến bộ nhanh một phần dựa trên nền tảng sẵn có. Khi trả lời câu hỏi phỏng vấn, thí sinh bộc lộ khả năng ứng xử, cho thấy trí tuệ, nhân cách. Những câu hỏi tôi đặt ra không phải đánh đố thí sinh mà để hiểu hơn về quan điểm cá nhân, cuộc sống hay quá trình các bạn tham gia cuộc thi. Giám khảo, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nói. Cách tiếp cận tự nhiên, gần gũi của ban giám khảo thông qua buổi trò chuyện, phỏng vấn giúp thí sinh mạnh dạn thể hiện bản thân. Đây cũng là dịp để họ khoe tài năng, gây ấn tượng. Nhiều thí sinh trổ tài hát, giao tiếp bằng ngoại ngữ giúp bầu không khí ấm áp, tươi vui. Trong vòng chung khảo, kỹ năng giao tiếp, cách diễn đạt của thí sinh tốt hơn so với vòng sơ khảo đầy rụt rè, bỡ ngỡ. Sau quá trình tập luyện, thí sinh trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm nay các bạn không trang điểm nhưng rất tự tin. Đây là phần thi quan trọng để ban giám khảo, ban tổ chức nhìn được nét đẹp thật nhất của thí sinh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nhận định. Vẻ đẹp ngoại hình, vẻ đẹp trí tuệ ở 56 gương mặt xuất sắc nhất của vòng chung khảo toàn quốc chờ tỏa sáng trong đêm thi tôn vinh nhan sắc.
ngày 26 tháng 11.